Có rất nhiều anh em hỏi mình về lịch tập hiện tại của mình, và video này thì mình sẽ chia sẻ nó cho anh em nhé. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một lịch tập luyện khác nhau, và đây là lịch tập luyện của mình và nó phù hợp với mục tiêu của bản thân mình. Đầu tiên thì một tuần mình đang tập luyện 4 buổi và mình muốn ưu tiên phát triển thân trên nhiều hơn cũng như bổ trợ cho các skill. Thế nên lịch tập của mình đang chia đó là pull, push, lower, một ngày nghỉ. Sau đó mình sẽ tập một buổi toàn bộ thân trên. Sau khi đã chia lịch tập và đảm bảo cơ bắp của chúng ta được nghỉ ngơi, hoạt động một cách hiệu quả trong một tuần, thì việc tiếp theo mình sẽ làm đó là lựa chọn bài tập, số lần thực hiện, số set cũng như mức tạ cho từng bài. Vì muốn ưu tiên tập luyện cho các skill, thế là mình sẽ tập các bài tập bổ trợ vào đầu mỗi buổi tập. Và thường thì mình sẽ xếp những bài nặng nhất lên trên đầu, và những bài nhẹ hơn mình sẽ xếp xuống dưới. Bởi vì nếu xếp những bài nặng ở cuối cùng thì rất dễ chúng ta sẽ gặp phải những chấn thương hoặc không kiểm soát được động tác. Và một điều cuối cùng mình muốn nhấn mạnh trong video này đó là mỗi người sẽ có một lịch tập luyện khác nhau để phù hợp với mục tiêu của từng người. Thế nên điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải biết mục tiêu tập luyện của chúng ta là gì, từ đấy mới tìm được lịch tập phù hợp.